Hai ngày một đêm tuần này, trại huấn luyện mùa đông đặc biệt dành cho dàn CAS tại Sơn La sẽ khép lại ở tập 31. Đồng thời, đây cũng chính là tập cuối cùng của mùa lễ hội, cũng như của cả chương trình sau gần một năm lên sóng. Trước khi về đích, dàn CAS vẫn phải vượt qua một số thử thách khó khăn. Trong đó, đáng chú ý là nhiệm vụ một mình lên đồi hoang vào giữa đêm mà Kiều Minh Tuấn là người thực hiện. Trong đoạn teaser tập 31, nam diễn viên không khỏi hoang mang khi biết mình trở thành cừu đen của cả nhóm. Anh liên tục năn nỉ ekip và quay phim đi cùng để bắt lấy những khoảnh khắc của mình, nhưng thất bại. Kiều Minh Tuấn liên tục rên rỉ vì bất an, những bước đi của anh cũng run rẩy, vừa đi vừa ngoảnh lại phía sau. Chưa hết, nam diễn viên còn bị dọa ma, anh la hét thất thanh, vang vọng đồi núi khiến dàn ca sở dưới không khỏi lo lắng. Ở tập trước, khi phải bình chọn ra một thành viên trở thành cừu đen của nhóm để ngủ riêng một mình trên ngọn đồi hoang, Chris Phan đã lập tức gọi tên Kiều Minh Tuấn. Cậu em áp út của hai ngày một đêm cho rằng Kiều Minh Tuấn là người sợ nhiều thứ nên cần đi để có trải nghiệm. Sau đó, Chris Phan còn liên minh cùng Lê Dương Bảo Lâm, bàn mưu tính kế để hại đàn anh. Chris Phan tâm cơ dẫn dắt, hồi nãy em thấy Hiếu thứ hai tội nghiệp quá, anh Tuấn thì chơi hời hợt, cố tình hại người ta. Em nghĩ chọn anh Tuấn lên đồi đi. Đến khi tập 30 lên sóng, Kiều Minh Tuấn mới biết được mưu đồ này của hai người em thân thiết. Nam diễn viên bức xúc bày tỏ trên trang cá nhân, lúc đó, tôi thấy lạnh quá nên đã đi vài đường cho môi em bớt đông cứng. Còn bây giờ tôi mới rõ, miệng em không phải cứng do lạnh, mà do em gieo nghiệp cho tôi.